Alo, Cà Phê Cốc xin kính chào cô chú, quý anh chị em trong nước và ngoài nước. Một ngày mới tràn đầy năng lượng và đầy tích cực của một buổi sáng tinh sương. Hôm nay Cà Phê Cốc chia sẻ về cái chủ đề của chị Đinh Thị Lan, tức là chị có kênh YouTuber là Đinh Lan ha. Thì chúng ta biết cái chị này thì có những cái phát ngôn hết sức là gọi là phương tiện là tiêu cực và luôn luôn là xuyên tạc về chỗ công ty cổ phần Đại Nam và chỗ anh Huỳnh Uy Dũng và chỗ bà Nguyễn Phương Hằng. Thì hôm nay thì cách đây cũng hơn một ngày rồi thì bà Đinh Thị Lan đã lên có lên một dòng trạng thái trên tập cộng đồng quy chụp về cục độ là công ty Đại Nam và ông Huỳnh Uy Dũng và chị Nguyễn Phương Hằng ha. Thì Cà Phê Cốc xin chia sẻ lại cái bài viết này, chúng ta sẽ phân tích sau khi Cà Phê Cốc chia sẻ. Bài viết trên tập cộng đồng của chủ kinh đó là bà Lan Đinh: Tổ quốc trong trái tim tôi, bất cứ khi nào tổ quốc cần tôi sẵn sàng hy sinh thân mình để bảo vệ tổ quốc, để chống lại giặc nội xâm đang hoành hành trên khắp Việt Nam bởi hai vợ chồng Chọc Phú HUGNBH ha, không dám viết tên thẳng người ta ra ha, mà viết tắt luôn ha ha, vậy chơi sao chơi thì chị Lan. Hai vợ chồng này muốn trả thù dân tộc nên đã lôi kéo mua chuộc hàng trăm chủ kênh YouTuber tấn công và văn hóa chính trị xã hội, gây mất an ninh trật tự công cộng. Văn hóa còn, dân tộc còn, văn hóa mất, dân tộc mất, được trích trong một cái trang web đó là có Tổ quốc kỳ họp lần thứ 5 Quốc hội nha cả nhà. Thì chị ấy có để là chú ý trích đoạn bài đăng trên tạp chí Tổ quốc Việt Nam: không tạo khẽ hở cho những hành vi tiêu cực, tham nhũng lợi ích nhóm, tiêu lợi ích cục bộ. Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 diễn ra ngay sau thành công tốt đẹp của hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, là kỳ họp có ý nghĩa quan trọng với các công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Bà viết như vậy đó cả nhà. Thì bà trích vào văn cái câu văn sau, nhưng mà bà gắn ghép ở đây là cái họp kỳ quốc hội này là đưa ra chính sách chủ trương trên phương diện là thể chế và đảng viên và xây dựng phát triển nền kinh tế. Nhưng bà này lại viết rằng không dám viết thẳng tên ha. Bà Lan ơi, bà viết thẳng tên giùm tôi một cái đi cho nó mạnh mẽ coi. Bà lại viết tắt rằng là hai vợ chồng Chọc Phú HUG và NBH, hai vợ chồng này muốn trả thù dân tộc. Như vậy nếu chị dám có viết tên thẳng tên họ người ta ra hay không, mà dám chị dám viết tắt như vậy, rồi chị quy chụp họ rằng là không tạo khe hở trên phương diện là trích từ đoạn văn của một báo của Tổ quốc Việt Nam. Chúng ta phải hiểu rằng một điều gì là chị, em nói cho chị Lan nghe nha. Tham nhũng, tiêu cực tham nhũng là gì? Rồi lợi ích nhóm là gì? Lợi ích cục bộ là gì? Đây là nói về vấn đề là những quan tham. Ông Dũng có là quan tham hay không? Ông Dũng chỉ là một doanh nghiệp cá nhân trên phương diện là tư nhân và được sự quản lý phối hợp của chi cục thuế của sở tài, chứ ổng đâu phải là quan chức đâu chị. Mà sao chị quy chụp ổng dữ vậy mà không dám viết tên thẳng người ta mà chị lại viết tắt. Tôi thách chị dám viết tên thẳng ổng ra, dám nói câu này. Nên á, chị xảo ngôn, chị lợi dụng không gian mạng, chị dùng những phát ngôn tiêu cực mà gọi là quy chụp cho những người trên phương diện là doanh nghiệp. Đây là doanh nghiệp tư nhân, người ta trên phương diện là người ta đóng góp và đóng thuế hàng năm cho thuế chi cục thuế tại tỉnh Bình Dương, chứ đâu phải là câu chuyện gì đâu mà chị quy chụp họ như vậy. Mà trong khi đó chị lại không dám viết tên, chị lại viết tắt. Ủa như vậy là chị có thể, mà em xin phép chị là chị có thể dám viết tên thẳng tên của ông ra hay không, hoặc là tên của bà Nguyễn Phương Hằng ra hay không, có dám hay không mà chị ở đây chị dám lên cái bài viết một khất thực ngu sững thứ đầu bò như chị. Tôi chửi thẳng vô mặt chị đó ha, tôi chửi thẳng vô mặt chị là một con đầu bò rất ngu,
ha, chơi không dám họ chơi không dám viết tên ra, dám viết tên không, cái này là chỉ quy chụp người ta là chống phá cả dân tộc luôn, chỉ khốn nạn không. Mình rất là mong an ninh mạng phải nhìn vào góc độ này, một sự quy chụp cực kỳ kinh khủng bằng cách mã hóa viết tắt tên người ta rồi quy chụp người ta là gọi là có những cái góc độ là trả thù dân tộc. Như vậy mình rất là mong an ninh thu thập những bằng chứng này, nhưng mà rất tiếc là chị này phương diện là mã hóa tên, chị khốn nạn lắm. Chị rất là khốn nạn nha, chị mã hóa tên người ta rồi phương diện là chị viết tắt tên người ta tùm lum tùm la, chị đâu dám, chị đéo dám viết tên thẳng người ta ra mà chị nói. Tôi rất là tôi thật sự là dân tộc Việt Nam chúng tôi mà có chị dòng họ Đinh mà có tên của chị nó phản lắm, phản cảm nhiều thứ lắm. Một cái bài viết thật sự là gắn ghép quá quy chụp một bài viết. Cái này là tôi nói về cái tab cộng đồng của chị, chứ tôi không nói về phương diện báo chí của Quốc hội Tổ quốc nha. Vì đây là kỳ họp Quốc hội. Kỳ họp Quốc hội mà chị quy chụp tất cả mọi thứ, văn hóa còn, dân tộc còn, văn hóa mất, dân tộc mất. Như vậy công ty cổ phần Đại Nam đã là một khu du lịch được văn hiến Đại Nam. Như vậy là phải là khu du lịch có văn hóa không à? Mà sao chị nói là chị thêm những cái câu nói vào chị quy chụp cái bài viết này á, em tin rằng không phải là của chị, của một người đứng sau lưng. Chị dám khẳng định không? Ừ? Chị dám khẳng định là không phải là bài này của chị không? Ừ? Hả chị? Chị dám hay không ạ? Nhiều khi mình thấy chị nói chuyện mà em thật sự là rất là bức xúc, nhưng mà thôi kệ, chia sẻ tin tức thôi. Có những hành vi phát ngôn không kiềm chế, chứ những cái ngôn ngữ cảnh của chị viết về quy chụp hoặc cho những nhân vật được viết tắt là UHG và NBH. Nếu chị dám chơi, dám chịu, hãy viết thẳng cái tên người ta ra đi nha, thẳng tên ra luôn cho nó hay, ok không? Chơi mới nét, chơi với mới là bà Đinh Thị Lan, chơi như bà, chơi như kiểu như bà vậy, đéo phải là Đinh Thị Lan, sửa lại cái tên đi ha. Hôm nay là tôi chỉ có phản biện với chị một điều này thôi. Chị có thừa chị thừa, chứ tôi cũng chả quan tâm nha chị. Rồi cuối clip phải cảm ơn cô chú anh chị em, thật sự là thấy cái bài viết này khá là bức xúc, gắn ghép cho hai vợ chồng Trọc Phú, UHG và NBH đó, cả nhà thấy không, cái này cần lên án cực kỳ mạnh mẽ. Cà phê cốc xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị em nhiều hơn, chúc quý anh chị em một ngày mới tràn đầy năng lượng. Ai yêu thích nhấn like và đăng ký chia sẻ, xin chân thành cảm ơn.